Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, luân chuyển. Luôn đổi dời chẳng ngừng. Không thể ngưng lại được, biến hóa trong từng sát na. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta, phàm thứ gì không mang theo được, hãy buông xuống, trở nên ghim trong lòng. Thứ gì thật sự mang theo được, hãy nên giữ nơi tâm, niệm niệm chẳng xả. Đó là đúng. Tôi nhớ cư sĩ Lưu Tố Vân có báo cáo, quý vị có thể xem đĩa CD của bà ta. Trong ấy, bà ta có kể một câu chuyện thật, chẳng giả. Một bạn gái thân thiết than vãn, chồng cô ta lăng nhăng bên ngoài. Bà ta bảo người bạn gái ấy, đó là chồng cô gian díu bên ngoài. Cô có biết hai chữ trượng phu giải thích như thế nào hay không? Trượng là xa đến một trượng. Trong vòng một trượng là chồng cô. Ngoài một trượng, chẳng phải nữa, cô bận tâm làm gì? Đó là khuyên người khác buông xả, chẳng nên tự tìm phiền não. Cùng một đạo lý, chúng ta hãy mở rộng ra để quan sát. Thân thể này, một hơi thở chưa đoạn thì còn sống, là của chính mình. Hễ một hơi thở chẳng hít vào được nữa, chẳng phải là của ta. Quần áo quý vị mặc trên người là của quý vị. Bỏ chúng vào trong tủ áo, bèn chẳng phải là của quý vị. Căn nhà quý vị đang ở, hôm nay quý vị ở trong căn nhà ấy thì nó là của quý vị. Quý vị rời khỏi nhà, nó chẳng phải là của quý vị nữa. Trong túi của quý vị chứa bao nhiêu tiền thì là của quý vị. Tiền trong ngân hàng chẳng phải là của chính mình. Nếu chúng ta có thể quán như thế, tâm thanh tịnh sẽ rất nhanh chóng hiện tiền. Đây là lời nói thật với quý vị, chẳng nói giả dối. Buông xuống, bảo quý vị hãy thời thời khắc khắc quán tưởng, tự nhiên quý vị có thể buông xuống. Sau khi buông những thứ tạp nhạp xuống, Phật hiệu mới dấy lên được. Đó là thật, vì sao? Mang theo được. Khi ta mạng chung, sẽ sanh sang thế giới cực lạc. Trong sát na cuối cùng, nếu quên mất Phật hiệu, vẫn mê luyến những thứ ấy, quý vị lại luân hồi trong lục đạo. Chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội vãng sanh Tây Phương ư? Thật đáng tiếc. Tôi cũng gặp chuyện giống như người bạn thân tố khổ với Lưu cư sĩ. Tôi cũng từng gặp phải chuyện đó. Một vị nữ cư sĩ kể lể, chồng bò ta gian díu bên ngoài, hỏi tôi nên làm sao. Tôi nói điều ấy rất hợp để giúp cho bà niệm Phật, bà đừng bận lòng, cứ để chồng làm theo ý muốn sẽ hay hơn. Không chỉ chẳng oán hận mà còn cảm tạ người tình của chồng. Nếu không, bà phải chăm sóc chồng, công phu niệm Phật chẳng đắc lực. Có một người tốt như thế đến giúp đỡ bà, đó là chuyện tốt, Bồ Tát đấy. Chuyện thế gian chẳng có gì tuyệt đối, phải, trái, đúng, sai, chẳng có. Đều là trong một niệm của chính mình. Một niệm đã giác ngộ, ai nấy đều là người tốt, chuyện gì cũng là chuyện tốt. Đều trong một niệm, tùy thuộc quý vị chuyển ý niệm theo cách nào.
Nam mô A Di Đà Phật.
nơi.